à, chạp bàn lại ra trên kế nè cái này à pin nó lối pin nó chùm nến à có mà pin đi lên làm project dương chạy thơ project up do project từ lối kế à nó do lối mà nó dễ nguyên nhân chạy cái goal à dương trong sầm lại cô đại qua dương này từ ta dương cái thứ hai là ca dương miền bắc đào gì vậy chẳng chỉ vẫn dương như trong thời bởi dương trong thời dương sầm máy thời dương nấc hơi đây của cất viên đường một đỏ dương miền bắc là tây hai là ca tha nơi không khai của buồn nơi không khai buồn thì con làm buồn đúng chưa mà chẳng á dương thời sầm lại đây sầm máy và dương tha miền lan và cường tập tua ban tre là về mùi nè mà phè chẳng á hơi nắng lôi trăm mơ nó là anh cái này máy á tại cô đại dương phải trăm khai trong mùi khai mà khai dương tới giờ xây rồi đặt lên ba tầng đấy đặt tay ta chạy trong mười thử nè cái lái nít đây mà lúc nông lúc rồi là khơi tại con miên thay là ca hai tay con là bàn đau hoặc bàn thở xe đặt tạm chén tay nhưng bị đám thở xe mà anh khơi nhỉ xe hình tinh phía chân ông lên là vã chứ cái tình tay sẽ là khóc thật tỏ việc trẻ bàn tay cho bạn bán không mê nhận lấy người đây dùm máy cho bàn tẹt cho bàn lan cho bàn lùi dream xua thay dương mình thở xe đặt mất cho bàn ấy kìa nè ấy thở có đau với lưỡi ấy bàn thở bàn mệt khâu hết rồi còn là trong anh mới khâu hết còn là anh ấy cũng trong thơ với anh ấy cũng trong thơ luôn thơ thay là ca và trong thay sân niệm thay là ca trong thay là xây chào sẽ đọc về trong thay cho những anh là toàn miền khơi màn ấy hóa này nhé chẳng dương chắc đám anh thở thơ mạch tiệt khai khởi anh thở thơ thay là ca mạch tiệt sở xây sticker các bạn sở xây thật ta mà sở phơi ra được thay là ca mà tinh sở phơi mùi mất mà nuôi dưới cái đại lư ấy, ê, nè cái hai tập soft skill, ấy cái soft skill, cái gì, hả, soft skill đó chấm niên tuần, hard skill chấm niên gì, chấm niên rằng, chẳng riêng về tuần bằng hai, tuần chia riêng là cứ áp chế được không, soft skill đó, nước nông luôn mà nuôi dưỡng như chơi giờ làm tha, à lấy cái bao của riêng soft skill quỳnh chúng này đăng soft skill quạt do ta phi hướng của quất đọ sang pi cái tích tu cho phát của đất ấy na nè hậu si miên chụp chế khơi ho ho bao tranh máu nè dương mình tự bọc bong dương tự tự mục dương này nè chặt bọc lại được tận cột hói nè dương mình bọc bong cô đau quá dương say say nó khơi nhà nó soft skill nè hay dương thời chạy miên chặt smart trăng miên prom về hiệp thò miên cái chạy đủ lên nè cái này dương chụp cháy nước chụp bình luôn những thời chụp cháy đáp anh khai 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 chụp cháy soft skill cho ông nhắn này thì anh hard skill với nhé cái gì cho kẹo này nó hard skill tại nó chỉ bất chứng dừng cho soft skill một phát tí thế bà do chụp niên bất bà con bà dương để dương được tour ban vì cà riêng màu dừng cho soft skill một phát tí rồi khai đi dừng hạ mình dây hợp nha cơ nhé anh nó mình soft skill, nhom si ba nhom từ riêng nhom từ thừa ca nữa, thừa ca với bọn tôi ấy chơi chơi chất mọt trăng nạp tiền pel nữa, ấy cướp sọc bẹp giang thằng học, cứ dương prà soft skill, rí ai dương mong coi út ra anh nha, anh nút bật đất, anh nút bật đất, bạch bài lỗ đó nút bật đất, ta bất kỳ do ta được gặp hiệp mọt trăng thương ca ca thương ca một ca trở ra con ấy nó anh nó sẽ cho soft skill ấy nhưng ọc rung chất luôn chứ mà bàn là o nó sẽ cho nó kìa nhé nó soft skill là dương bàn cất vọng mà dương trẻ cuốn cuốn thay dương bàn riêng trọng bẩn đất bẩn nút bẩn đất tại nhà bạn anh khoảng chứ kia đúng không kia thầm ta bạc đục phải à bạc đục nó vì trẻ soft skill chứ dương vì trẻ ta ao nồng tôm nha mà đấy bà nhớ tu rồi anh nó ngồi lôi bàn chơi dương dương kia nè anh dương công vô trở lắm á được anh nó có chơi soft skill chơi dương dương có bàn trên hard skill ấy
តែគាត់ចេះ soft skill គាត់ຮູ້ខ្ញុំគាត់ຮູ້ល្អចាពួក hard skill តែបើសិនយើងចេះ hard skill ហើយយើងចេះ soft skill ទៀតបង្កើតតែមានតែគិតអារឿង hard ហើយនឹង soft skill ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងសរោហាយងាងហើយនេះសម្រាប់គោលដៅនេះអា goal នេះនៅពេលដែលយើងសម្រេចបានថាយើងចង់បានធ្វើអីគេឥឡូវថាយើងចង់ជាមិនជា CEO ឬក៏ជា chairman ឬក៏ជា board director ឬក៏ជា ownership អីគេ owner បាទ owner business ចុះអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចុះ owner business ទៅលើអីគេណា owner ទៅលើមុខរបរមួយហៅថាគ្រប់គ្រងប្រេងសាំងទូទាំងប្រទេសមកយ៉ាងណា gasoline មនីការគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសណាឬក៏បោះដុំទូទាំងប្រទេសចឹងអានេះជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតែយើងបានសម្រេចហើយយើងបានលុយហើយយើងខ្លាចជាអង្គការទៀតមានលុយវល់លៀនសួរថាតើយើងអស់ហ្នឹងយើងនៅសល់អីទៀតនៅ dream នេះមនុស្សយើងត្រូវមាន dream ក្តីស្រមៃរបស់យើងនេះយើងសម្រេចផ្លាយជាអង្គការហើយប៉ុន្តែមនុស្សវាជុំវិញខ្លួនយើងគឺបាត់អស់លីងហ្មងមិត្តភក្តិគឺអត់ត្រូវគ្នាម៉ែឪក៏អត់ត្រូវគ្នាបងប្អូនអត់ត្រូវគ្នាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះផ្ទាស់តែគ្នាទៅរស់នៅក្នុងអនាគតមិនត្រូវតែ goal យើងមានលុយហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគឺងាប់ទាំងអស់ goal សួរថាតើយើងមានសេចក្តីសុខឬក្តីស្រមៃយើងអត់តដល់យើងចង់មានមនុស្សរស់នៅជុំជាក្រុមណាមិនចង់រស់នៅឯកាទេហើយយើងបានលុយមកជួនកាលយើងជួយនៅសង្គមពុទ្ធបុផាឬក៏មានអ្នកជំងឺតាមផ្លូវអីថ្ងៃមុនធ្វើអស់100ជាងហ្នឹងហើយអត់ព្រឹមយើងអត់តាន់មានយើង goal ទៀតអត់តាន់ស្រេចតែយើងធ្វើព្រឹមមុនតែក៏យើងដឹងដែរមិនមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាមានការពិភាក្សាដែរយើងអត់ស្ដាយក្រោយទេបើថាយើងធ្វើទៅទាំងងឹតងល់យើងស្ដាយក្រោយឃើញទេឃើញព្រឹមទេចេញពីព្រឹមនឹងស្អីទៀតណាactualization នេះកម្រិតដាច់ចង់មានកេងឈ្មោះដាច់ហ្មងអាសង្គមនឹងតឯងបើថាដូចថាចិត្តមេឬក៏ដូចបាទអឺដូចក្បើញមក Facebook អញ្ចឹងគាត់ដាច់ហើយគាត់មានលុយ self-actualization ឃើញទេមានទាំងចេះមានត្រីមជួយសប្បុរសធម៌បានលុយនឹងមកជួយពួកខាងកុមារកំព្រាជួយទៅខាងរុករកសម្បត្តិធម្មជាតិឬក៏ជួយទៅអ្នកមានជំងឺឬក៏អីអីផ្សេងផ្សេងជួយសង្គមជួយគ្រោះមហន្តរាយអីអីអីនោះវាធ្វើរួចអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់នេះ self actualization មនុស្សយើងមហិច្ឆតាអស់ហើយតែគ្រាន់តែ goal មួយយើងធ្វើអត់ទាន់បានចុះតម្រង់ dream ចុះតម្រង់ self actualization ទៀតគិតមកអូខេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងមេរៀនផ្សេងប្រូជេកមួយនោះហើយត្រូវរៀបម៉េចមនុស្សចេះមិនអត់ចេះទេនិយាយថាឧទាហរណ៍ចុះដីមហាត់វាមាន10000ការ៉េថាតម្លៃ50000ឧទាហរណ៍ចឹងមកមហាត់50000ដុល្លារតែយើងចង់ធ្វើដីមហាត់ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជា200000ដុល្លារធ្វើមិនឲ្យខ្លាយទៅជា200000ពីខាំវាទៅមិនដីយើងសុទ្ធតែព្រៃទាំងអស់ធ្វើផ្លូវតបណ្ដាញភ្លើងរៀបចំប្រព័ន្ធឃើញជាការព្រីងឃើញបឹងបៃតងអាហ្នឹងគេឆ្នៃគេពាក់ក្រុមស្លាកហ្នឹងតាមពិតគេថាគេជាការព្រីងតាមពិត12ឆ្នាំទៅលក់អត់ដាច់មែនប៉ុន្តែមនុស្សដងចូលចុងក្រោយដីនឹងឡើងថ្លៃពុកការតិចថោកឃើញទេអានឹងគេហៅថាក្បួនច្រោក្រោមផ្លាកអាចចលនាទ្រពទាំងអស់តែមើលហែមប៊ឺហ្គឺដែរលឺនំហែមប៊ឺហ្គឺដែរក្បាច់គេរស់ស៊ីយេគាត់ទៅបើកហាងមួយហែមប៊ឺហ្គឺនៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងកាយកន្លែងអីចឹងណាដូណាត់អីហែមប៊ឺហ្គឺគាត់ពីណាក៏ស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកលក់ហែមប៊ឺហ្គឺលេខ1ថាគាត់មានរសហែមប៊ឺហ្គឺហែមប៊ឺហ្គឺចំណេញហេតុអីក៏គាត់មានហ្នឹងណា
hai một gơ vui mà tốt thắt đọc dưỡng đọc dưỡng khoáng cho nên ban tay buôn dưỡng thắt bọc lực ấy ấy tiếp cho nên ấy phần tay có tự tinh chua đây lấy nó có tinh đây lấy nó có thử có thư hàng thư ấy chứ đọc phê đây kia có lụ brand chai mình tinh brand chai của có lụ tầng đấy lụ tầng brand chai thư hai một gơ nắng cái tinh dưỡng à đấy còn là có thư hai một gơ hai một gơ đôi là đôi à, à Amazon nhé, rồi còn Brown nhé, bây giờ từ từ tới còn lúa à Brown, lúa franchise Brown nó tới. Chẳng nói nhà đây nữa, chẳng nói nhà hamburger nữa nè. Chưa đấy. Chưa. Cái thơ rương muối, tại à rương muối tiết đấy đầy ban chẳng nói. Nên ăn chất, nên là chất mắt cũng nấp chẳng mà. Nhiều chỉ rương muối đây, cùng rò miên nẹt dúa, thấy nẹt che thì xa thì tôi chạy, mấy tinh trăng dây là bàn làm chặt bàn, tay bàn, tay mình thơm bát ăn phơi đây, lấy hai người to cái cục từ tam từ những cái ngay cởi cũng thơm mặt bài chưa tới, bây giờ đang lấy với mình tư mình cần, từ chẳng những thử che muối à hard and soft skill có bao nhiêu miên hạt hay dương hạt trà sống nè kì nơi sọc xế kì xoan lùi chừng dương thư phẹt hai phẹt mối dương ôm ập nhìn lùi vĩnh cái nhỉ nói xa kì ấy kì ập nhìn thư ấy đi kìa được khi đời xu thầy miên ấy xì xì năng năng à nó là sọc xìa đi nè khom chiên kì bàn nó kì chú ca kì rô trây bàn trắng kì tục phạt họ bạn lấy xu với nhau mà đang chờ là mình ta chỉ nên chất hai bên xe chờ chờ. Bạn em hát skill phải mỗi tháp phải chạy cái tê, trùng niên phải chạy cái tê. Mà thật chạy khác ai thí, nó ai thí, nhưng ai thí và thật dừng riêng cái ảnh ấy hai cái ảnh này dân tư ảnh ấy cho hand skill nâng ấy soft skill rồi lại không chia ta tu tờ cái dây thà ồ nạc lá cái soft side thà tôi giờ cái sốt còn lấy một màn thế ảnh ấy chia hand skill và ta để so hoa với vi chê thật nạc thật nông vi chê rộp nhiều như thế vì mình nhớ vi ta thử à chừng nên vi chê cái tên cái hào khác một lúc về miền hạ, lại cloud trong miền hạ đúng không? Tay về miền tây của sol với anh gào hard skill, để quạt chứ, nè, quạt hàng thơ phơn, anh đứng hàng hạ, tay sau có quạt gặp trẻ thằng nào thằng non, quạt một côi, quạt một sợi chặt tơ, quạt rộp như quạt ao lủng tôn, quạt một sợi, tăng phở xuống đây cay được cao, hôm nay cho mò mót, sọ bao vì hôm đó lư, anh đứng ấy cái chia, soft skill đầy dương phở ở miền lạ đã luôn rồi. Mà dương là chụp môi kê dương mặt tăng tăng ta họ ngay dương đang là cô đại dương say anh đang là gỗ dương say tay ta thơ ca tay đang say không đang ban lôi vô thần xong mấy là khai flow dương là đang nhàng mày thôi non có muốn gì vậy thao mà sao dương rau bạc đóc ở tục mà đi rồi tao dương như bạn tục giờ lôi nước tao mấy tục từ invest investor nó investment nó cái thơ chẳng cho nên mai dương phải khai mà rồi và đó dân tục mạng tục phèm hia cái thằng một hai xong nhọt con chú được đặt nó khao cho mình đỏ thân thưa bạn riêng tuần xong dân sản thấy à lôi nó ngay khởi mà năm khởi ông viên viên dương mưa đằng thằng bị ai chui dương vào đây là à mà riêng nhọt cho không con chú bờ sân chị à dương thử riêng thứ ông phi à riêng anh đang thấy cái hai thá cash flow được còn quay nần bài nắng cứ kỳ lưu chẳng mà chẳng nắm xong màn mà còn về em ấy à khơi nhé dương hiến chọc bại nhà bạn đồng phương kia một nơi của viên ESPI E Employee S Sell Employee B Business I Investor mà nó ớt vô lắm bởi dương ấy bạn thấy nắng tay vô kia và to kia vô kia vô bán nắng dương viên chi lạc nạp xe ca tròn chẳng chẳng những thử chọn trang quay để lọ thay vô viết tập của bài tiền được nông vũ của bài mất được nông soft skill kia của bài rộng mơn liên
មុខវិជ្ជា top pick ទៀតដែលយកមករៀនក្នុងហាប់មានរាប់ម៉ឺន50ទៀតដែលគេយកមកហើយនៅក្នុងក្តីសុបិននេះនៅក្នុងការផ្លេនណាថាខែនកាខែកញ្ញាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវមានអីអញ្ចឹងដាក់ចោលទៅដើរឃើញវាធ្វើឲ្យភ្នែកយើងទៅផ្ដោតមើលឃើញវាធ្វើឲ្យយើងមានរញួយអារម្មណ៍កើតឡើងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់បានក្តីសម័យយើងកោតបានកម្លាំងស្រូបទាញនឹងមកដល់យល់ទេកម្លាំងស្រូបទាញនឹងមកដល់តែគេឲ្យឃើញដើម្បីយើងចង់បានអាកម្លាំងស្រូបទាញហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអត់ភ្លេចខ្លួនទៀតក្តីសម័យរបស់យើងស្អីគេគោលរបស់យើងជាស្អីជាលុយឬក៏ជាស្អីច្បាស់ដាក់ឲ្យធំហើយរោម30មុខក្នុង business ហ្នឹង gasoline mental គ្រឿងដែក doctor pharmacy ឬក៏ស្អីឆ្នាំពេទ្យឬក៏អីឬក៏ car rental ឬក៏ជួលឬក៏ real estate ដាក់មកចង់ងោកស៊ីក្នុងរបស់ក្នុងក្តីសម័យដាក់ឲ្យចេញជាមុខរបងតបណា Let it go.